Hello, xin chào anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Số điện thoại tư vấn Zalo 0969 155 414. Thì hiện tại bên công ty em đang bán và cung cấp rất nhiều mặt hàng đi đầu về công nghệ 4.0 như là camera, định vị, máy nghe lén, máy ghi âm, thiết bị dò sóng, thiết bị kích sóng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên gọi điện tới số hotline của bên em để được bên em tư vấn anh chị nhé. Thì hôm nay trong video clip này em sẽ giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm máy ghi âm ngụy trang đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và sử dụng trong thời gian vừa qua. Mã sản phẩm có tên là máy ghi âm S22 hay còn gọi là mẫu số 6 anh chị nhé. Đấy, thì là với cái bộ sản phẩm này là anh chị là hoàn toàn có thể ghi âm liên tục trong vòng là 20 tiếng đồng hồ này. Bộ nhớ trong 8GB thì anh chị là có thể là lưu giữ được file ghi âm liên tục trong vòng là 500 tiếng anh chị nhá. Đấy, và cái bộ sản phẩm này thì là ngụy trang cực kỳ kín đáo, rất chi là khó phát hiện. Thì em sẽ cùng anh chị là đi đến khám phá các chức năng cũng như cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này nhá. Ở đây thì khi anh chị mua hàng về thì mọi sản phẩm em đều bảo hành đổi mới cho anh chị 1 năm, đều có đầy đủ tem thẻ bảo hành đi cùng. Đấy, thì ở đây anh chị sẽ mở hộp ra cho em này. Ở bên ngoài người ta sẽ bọc bằng cái hộp cứng nhá, giúp trong quá trình vận chuyển là anh chị yên tâm không mà lo nó va đập ảnh hưởng đến sản phẩm nhá. Ở đây thì anh chị sẽ mở ra cho em này. Đấy, anh chị lấy ra này, đây cái mã này là mã S22 anh chị nhá. Đấy, cái này thì anh chị có thể thấy đây, ở đây là mình có thể là cho vào cái móc khóa đây anh nhá. Ví dụ em có cái móc khóa này, anh chị móc vào này. Đấy, như này mình làm cái máy ghi âm ở đây thì mình ngụy trang thì không ai người ta có thể là phát hiện ra được nhá. Đấy, ở đây thì phụ kiện đi bao gồm có này, anh chị có thể thấy này, ở đây sẽ có là dây cắp sạc nhá, đây dây cắp sạc này. Tiếp đến ở đây sẽ có là dây tai nghe và giấy hướng dẫn sử dụng anh chị nhé. Nói chung là một combo đầy đủ là full, nó sẽ là như này. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, ở đây là cái tai nghe này nhé, thì là khi anh chị ghi âm xong đúng không, thì là khi mình về nghe lại là mình sẽ nghe ở tai nghe, hoặc là anh chị có thể là kết nối là từ thiết bị kết nối vào máy tính laptop để mình nghe lại file thì đều là ok nhá. Đấy, về đây thì và đây chính là cái phần của thiết bị này anh chị có thể thấy. Ở đây sẽ là bộ nhớ trong 8GB nhá. Đấy, nhiều người bảo là 8GB ít như này thì lưu được bao nhiêu đâu, nhưng mà riêng cái 8GB này là anh chị có thể ghi âm được liên tục trong vòng 500 tiếng đồng hồ anh chị nhé. Về cách sử dụng thì riêng cái bộ sản phẩm này thì cực kỳ là dễ dàng thôi nhé. Ở đây anh chị có thể thấy này, đây chính là cái chỗ để anh chị là có thể cắm rắc tai nghe này. Đấy, tiếp đến ở đây là anh chị là có thể là cộng và trừ này, đấy, tăng và giảm âm lượng này. Đấy, tiếp đến ở đây này, đây anh chị có thể thấy là on up đây này, đấy, on up đây anh chị nhé. Thì tức là cái bộ sản phẩm này sử dụng nó rất chi là dễ dàng thôi. Khi anh chị mà là sạc pin đầy cho nó xong đúng không, mình muốn ghi âm thì anh chị chỉ cần là gạt lên on này. Đấy, khi gạt lên on là đèn nó sáng đỏ như này nhé, là như này đang bắt đầu ghi âm. Đấy, và nó sẽ nháy này. Đấy, nháy 3-4 cái xong nó sẽ tắt đi nhá. Đấy, từ bây giờ nó đang ghi âm. Đấy, tất nhiên là khi mình ghi âm ấy thì cái này phải tắt đi rồi thì mới đảm bảo được là cái là bí mật của mình đúng không. Đấy, như này là mình đang bắt đầu mình ghi âm bình thường rồi anh chị nhá. Thì với cái kích thước nhỏ gọn cũng như là ngụy trang giống như một cái móc khóa như thế này. Đấy, thì ở đây là anh chị là hoàn toàn là mình có thể là sử dụng để là ghi âm các cuộc hội thoại nói chuyện với nhau để làm bằng chứng chứng cứ tìm ra sự thật. Đấy, cũng như là mình có thể là đi học hành chẳng hạn này. Đấy, mà con cái mình là theo bài không kịp là mình cũng có thể sử dụng cái mẫu sản phẩm này thì đều là ok nhá. Đấy, như này thì khi mình là ghi âm lại các cuộc hội thoại nói chuyện đấy, mình có thể là cho vào cái móc chìa khóa đấy, mình đặt ở trên bàn đấy, hoặc là anh chị có thể để túi quần là mình hoàn toàn có thể ghi âm được nhé. Thì sau khi ghi âm xong rồi thì anh chị chỉ việc là gạt công tắc về ập này, đấy, nháy điện đỏ một cái tắt đi đấy, như này đã lưu xong một cái file đấy. Và khi anh chị muốn nghe lại mình chỉ việc là cắm tai nghe lại, hoặc là anh chị là kết nối với máy tính laptop là mình hoàn toàn là mình có thể là nghe file được ở trên máy tính bình thường anh chị nhé. Và khi mình xóa là mình sẽ là xóa ở trên máy tính nhé, tại vì cái bộ sản phẩm này nó không ngụy trang, vậy nên nó sẽ là không có cái màn hình điều khiển ở đây. Đấy, thì cái này thì anh chị có thể thấy đây, ở đây làm móc chìa khóa cực kỳ là hay nhé. Đấy, thì anh chị là có nhu cầu mua cái bộ sản phẩm này thì anh chị chỉ cần gọi điện cái số hotline của bên em, sau đó bảo là bán cho anh cái mẫu máy ghi âm số 6 là bên em sẽ biết là chính xác cụ thể và là mẫu nào và gửi cho mình anh chị nhé. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo.